Rồi hôm nay mình sẽ học bài 3. Iroi mata te chân so re heo. Te sân cho là tổng vệ sinh các bạn. Vệ sinh rồi chữ te là đại hay là gọi là tổng vệ sinh. Mỗi chủ nhật tổng vệ sinh có nghĩa là gia đình, mỗi chủ nhật là gia đình bố mẹ rồi các con rồi chuẩn bị hút bụi rồi nấu ăn rồi rửa bát rồi vân vân dọn dẹp phơi đồ vân vân, gọi là tổng vệ sinh đúng không? Thì cái mục tiêu cái bài học này á thì có thể sử dụng cái biểu hiện để nói cái lý do mình làm này làm kia, và có thể kỹ năng là đó là giải thích được cái lý do salmon hay ta là giải thích được cái lý do. Và mình sẽ học hai cái cấu trúc, đó là cấu trúc danh từ temune hoặc là động từ kitemune và danh từ mata. Và cái bài tập cô này thì mình có thể nói được cái phương pháp hay là cái cách để mà phân loại suker, phân loại những cái chén đũa hay là phân loại rác vân vân. Suker bunli là phân loại đúng không? Chip an y để te han sư tân sư kỳ, mình có thể viết được một cái đoạn văn nói về cái việc ở trong nhà, trong gia đình đó ha. Và mình sẽ có những từ vựng. Bây giờ mình sẽ có những từ vựng, ví dụ như là cái câu này nói rằng là Yerebun main chip an ire heo, các bạn á thì mỗi ngày có làm việc nhà không, có làm việc nhà, anh Lý có hay làm việc nhà không, ví dụ hồi đó ở Việt Nam á. Nhà mình không làm thì làm gì? À, là không làm là gì, anh Lý xin lỗi, anh Lý là làm thường ở Việt Nam là giúp phụ giúp vợ làm gì, Có chứ, có phải. ý là nói tiếng Biết Hàn nha, làm. có nấu ăn là vô gì Rồi đi, hè. vô đi anh Lý chắc nấu ăn giỏi nữa không, rồi phụ vợ làm gì nữa, rồi chén nó là Trong sau chân xô, chân xô heo, đúng rồi, anh đấy rất là một người chồng rất là đảm đang đúng không, chân xô rồi vân vân đúng không. Rồi một trẻ in him từ rồi đó, bạn nam đó, rồi khi mà làm việc nhà, ví dụ mình làm một việc nhà gì đó, mà cái việc gì mà mình vất vả nhất theo như bạn nam, không có việc gì với bạn. không có việc gì vất vả. Ồ, bạn nam là người người chồng rất là tuyệt vời đúng không? Rất tốt. Rất là tốt. Rồi mình học những từ vựng các bạn. Pan lê hata, pan lê là giặt đúng không? Pan lê, giặt, giặt quần áo đó. Sarikochi hata, nói về rửa, rửa bát đúng không? Rửa bát, rửa chén. Miền Nam gọi là rửa chén, còn miền Bắc mọi người gọi là rửa bát. Yori hata, nấu ăn. Chân sô hata, dọn dẹp. Dọn dẹp. Rồi mình có những cái từ ha, mình hãy nói kết, hay là cái từ dân kinh này là kết nối ha, hãy kết nối với những cái từ nó có quan hệ với nhau. Ví dụ người này đang đang lau nhà thì tiếng Hàn gọi là bang ấy Thân thơ ta, thơ ta, thơ ta là phối bụi đúng không, minh chi phân đây là cái này gọi là thân ta, gọi là phủi bụi đúng không, hay là rồi còn cái người này là chân so kiri tuân li ta, người này đang hút bụi đúng không, rồi bang ơi sư ta là quét đúng không, quét nhà, và cái này gọi là bang ơi tắc ta là lâu ha, lâu đâu lâu lâu ban ơi tất tà, cho nên là mình có những cái này ha, nhớ thuộc những cái này nha. Rồi cái người này đang làm gì đây, người này đang làm gì đây, câu này là có thể là xe thắt kia rế tôi tà, subscribe. đúng không, đang giặt đồ đúng không, đang quay quay đang bỏ vào máy giặt đúng không. Rồi cái người này là ủi đó, đúng không? Ta rin chiri Hãy hata đang ủi 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 quần áo đúng
là hay là mình miền Bắc gọi là mình là đâu, còn mình miền Nam gọi là ủi, ủi quần áo mà là quần áo. Rồi còn cái người này là gì, đang người này là gì, đang đang gấp quần áo thì gọi là osir, kê tà, Lần kê tà, kê tà là gấp đúng không, gấp. Và người này đang phơi đồ thì gọi là osir nơi tà, nơi tà là phơi đồ ha, phơi áo quần. Rồi mình có thể đọc phần đọc nhưng mà mình cũng có thể đọc đây luôn nha. Xin mời hai bạn đọc thử nha. Xin mời bạn Hiếu, bạn Hiếu đọc Mary, còn bạn Định, anh Định đọc Mi Hoa. Xin mời bắt đầu. Dạ bố xéo. Mi hoa si. In lo in si can isso yo. Chưa nghe anh Định ơi. Anh Định chưa nghe, chưa nghe được. Alo. Nghe được rồi, rất Dạ. tốt. Mẹ chào thầy, chào các bạn, em tưởng là nghe được rồi Vâng, đọc ạ. đi. Heroin ế nên chẳng số để chẳng số đơn heo gửi sơ chỉ cả ni hợp sơ hiểu Tay chân so yo chinan chue to hachi alasoyo alasoyo. nè, 우리 집은 이로인 마다 가족들이 다 모여서 청소를 해요. 그래요? 힘들지 알아요? 가족들이 모두 같이 하기 때문에 별로 힘든지 않아요. Các bạn đọc tiếng Hàn rất là tốt. Rồi, Yeboseo, alo, Mi Hoa, bạn Mi Hoa, chủ nhật này có thời gian không? Thì bạn này nói sao? Chủ nhật thì tôi Yeah. tổng vệ sinh đúng không? Tổng vệ Tổng vệ sinh. sinh Cho, vì vậy cho nên là Shikani Opseo, không có không thời có thời gian nha. gian. Tế chân xôi yếu. Tổng vệ sinh à? Chinan chue tô à chi à nát xẻo. Thế nó tuần trước đã làm rồi, không phải à? Không phải tuần trước đã làm rồi à? Nè, Uri, Chipon, Iluimata, Ka chúc tư đi thà. Mô do sổ, chân sô ri heo. Vâng, nhà chúng tôi á, thì chủ nhật mỗi ngày, mỗi tuần đó, thì cả gia đình, tất cả mọi người trong gia đình á, đều họp lại dọn 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 dẹp. Vậy hả, có vất vả lắm sao, có vất vả lắm không hay mệt lắm không, mệt lắm không? Có chút tư đi mộ tu thà cạch chi hakitemone. Gia đình chúng tôi tất cả cùng vì cùng làm cho nên là biết đâu hiếm Mình tới chi ảnh nói rồi không có vất vả lắm. Rất là. Rồi, Mi Hoa xin ấn ấn chê, tê chân sô rê hê. Bạn Mi Hoa dọn dẹp khi nào? Đó là thứ mấy? Thứ ba, thứ bảy thứ phải không? bốn. Thứ bốn, chủ nhật, đúng rồi. Nô cu ha cô cà chi chân sô rê hê. Cà chốt, chị cú, hân cha, sân sen nìn. Thầy chúc. Cà chốt, đúng rồi. Các bạn làm rất là giỏi. Rồi bây giờ mình đến với một cái ngữ pháp nha các bạn. Ngữ pháp này khá là dễ. Các bạn để ý cho thầy nha. Khi mà cái từ temone này á, khi mà khi dùng á, thì danh từ thì mình dùng temone, mà động từ á, bỏ thêm chữ ki vào nha. Bỏ thêm chữ ki vào. Ki temone. Ví dụ như là cam ki temone pingo ne kaseo, vì bị cảm đúng không? Vì bị cảm cho nên là đã đến bệnh viện. Cho nên cái câu ngữ pháp này nói về thể hiện cái lý do hoặc là nguyên nhân. Các bạn có thể ghi vào nha. Cái thể hiện cái lý do hoặc là nguyên nhân. Hay nói cách khác là vế trước đó, cái vế A đó và vế B đúng không? Vế A và B. Thì vế trước này nè nè, vế trước là nguyên nhân của vế sau.
cái nguyên nhân gì đã dẫn đến về sau. Ok, và phía sau không cần có một cái, không phải là cần dùng, cho nên là về trước đó nè, với A nè là cái nguyên nhân dẫn đến cái về B, đúng không? Thì khi mà danh từ thì nó sẽ cộng là temone, còn động từ ha, động từ thì mình thêm chữ ki temone vào ha, rất là dễ đúng không? Rồi, ví dụ thử nha, người ta kêu mình chọn đó là hãy hãy chữ quan sơn ha ta, quan sơn ha ta là cái từ này rất là đặc biệt, hoàn thành đúng rồi. Quan sơn ha ta, hoàn thành, cái từ này rất là đặc biệt các bạn. Ví dụ như là các bạn đi làm công ty á, mà công ty nó là bạn hãy làm cái công việc này, thì nếu mà mình làm xong á thì nó là ban chân niêm sẽ cả quan sơn hết sale, tôi đã hoàn thành xong cái công việc được giao đúng không? Mắc kỳ mắc mắc kỳ mắc mắc kỳ ta là cái việc được giao đúng không? Mắc kỳ ta mắc kiến y rê hay là y đi hoàn sơn hết sale, là cái việc mà đã được giao, bao nhiêu niêm hay là sao cho niêm gì đó, cái việc được giao là tôi đã hoàn thành rồi. Thì mình có thể nói cái đơn giản lắm, ví dụ ban chân niêm tả hết sale cũng được, nhưng mà tả hết sale này á thì nó là mình nói chuyện những gọi là sơ cấp thôi đúng không, nhưng mà mình dùng những cái từ mà cao cấp á, thì nó là khác hơn đúng không, cho nên là người Hàn họ sẽ đánh giá mình có giỏi tiếng Hàn hay không á, thì dựa vào cái từ vựng mình dùng. Ok rồi. Hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại, cho nên mình dịch trước đây là hãy chọn vì hãy chọn chọn câu hãy chọn câu đúng đúng không, hãy chọn câu đúng, hoàn thành vào vào câu cái đoạn hội thoại ha. Chữ bi bi cha hoa hay sa in kêu thông sa cô, thì đây là những cái việc mà mình sẽ chọn vào bốn cái này. Bây giờ thầy chọn thử nha. Where to cook con li sa mu so e, là tại sao bạn phải đi lên cục xuất nhập cảnh đúng không? Thì mình trả lời đó là gì? Đi chào đi Visa, chào nhập cảnh là gì tên nè, visa cái gì, tên muốn t muốn temone đúng rồi, visa temone, muốn Chú quốc kế Cairo đúng không? Bicha Temone. Temone. Cho nên là mình sẽ dùng danh từ, cái từ visa là danh từ đúng không? Danh từ. Bicha Temone. Bỏ chữ Temone vào nó là được ha. Rồi. Xin mời anh định làm câu 2 làm sao đây? Yo chum we kuruke pa payo. Pesa in te mune mani papayo. Đúng rồi, yêu temu nè, vì dạo này công việc, vì công ty dạo Công này ty bận việc. vì vì việc công ty cho nên là hơi bận. In temu nè hay sao, yêu temu nè. Rồi anh là Lý có làm câu ba làm sao đây? Where iroke kiri mắc kyo Tôi không sao cô tên mình nè tên mà nên bắt tiền đúng rồi, vì tai nạn giao thông đúng không, tai vì tai nạn giao thông cho nên là nạn giao thông nên kẹt tắt đường. kẹt đường hay là nghẽn cái gì đó ha. Rồi bạn Hiếu đó rồi, quê Yaku Kyung Kiri ảnh hiểu Nè dạ cô Yaku là món chay đúng không, vì tại Khoan, sao một xe pi đúng temone rồi, bi temone vì mưa cho nên là không có trận đấu ha, chữ kiên kia là trận đấu bóng chày, tại sao lại không có tổ chức đấu bóng chày đúng không, anh trận đấu bóng chày, tại vì trời mưa, bi temone.
cho nên là cái khi mà cho nên là không có để chơi bóng chày đúng không, trong thời điểm mưa. Rồi mình khi temone sayon hayo muốn rằng ấy quản sơn haseo hãy hoàn thành cái câu ha. Cái từ muôn trang là câu, nhưng các bạn nhớ, các bạn nhớ nha, cái chữ muôn trang là câu thôi, còn một đoạn văn đó là kinh, chứ bạn kinh kinh là một cái đoạn văn nha. Kinh. À, kinh đúng rồi, kinh là đoạn văn. À, hãy dùng kitemune, cho nên là mình phải một động từ cộng kimune, kitemune đúng không, à, động từ. À, nhưng mà ở đây nó có thể là tính từ cao đúng không. Insu si nen khi ka koyo nungu chareo. Mình, bạn Minh Su á, à, có chiều Ừ, cao, có cái chiều cao. à, Ừ. cho nên là vì thế nên là giỏi Đúng rồi, rất tốt. bóng, à, Ừ, ung bổ lắm, ung cu, cho nên người ta sẽ bỏ cái này vào, à, cái này vẫn giữ nguyên mẫu đúng không? À, phía sau là ok rồi, phía trước thì mình sẽ thay vào, mình thay vào bỏ cái chữ vô đi, à, lấy cái chữ khơ này nguyên mẫu, à, cư. À, Minsu sinen khi cá khư kitemone nung kuri chả đều, à, vì bạn Minsu á, à, có chiều cao cho nên là giỏi, giỏi gì, giỏi bóng bóng rổ đúng không, à, cho nên là bạn nào có chiều cao thì rất là giỏi đúng không. Bóng rổ rồi, lại làm câu này thử nha. Main achimer mokoyo gankan heo. À, mỗi ngày á, thì ăn sáng thì, à, như vậy để có sức khỏe, cho nên là, à, main achievement chữ thầy bỏ chữ này vào, nên là mok mok mất ki vitamin temone, à, đó D, mok ki temone cân cân hiểu, buổi sáng mình ăn sáng á, thì nó có sức khỏe, à, còn nếu mà không ăn sáng á, thì ủa vậy là không có sức khỏe sao, à, thì mình sẽ đặt nghi vấn. Nhưng mà thật sự các bạn, buổi sáng mình ăn rồi mình đi làm là rất là tốt, còn nếu mà buổi sáng mình không đi ăn, mình không ăn mà đi làm á, thì dễ bị dạ dày ha, dễ bị dạ dày, cho nên là, à, các bạn cố gắng ăn, à, khi mà mình, à, đi làm ha, chứ không mà khi đói là dễ bị dạ dày lắm các bạn, à, cho nên là sáng cố gắng ăn. Người Hàn thì nó lạ, thầy thấy là người Hàn các bạn, người Hàn là buổi sáng họ nó là họ không ăn mà nó không họ ăn quen. Ừ. Nhưng mà thầy thấy cũng có nghe nhiều người bạn nó là bị đau dạ dày, à, cho nên là việc ăn sáng rất là cần thiết. À, rồi có câu thầy thấy cũng số 2, có một số bạn thầy, à, nói các bạn có một số bạn là phải bật, à, bật hình lên cho thầy xem nha các bạn, mọi thứ các bạn đang học hay là đang ngủ có cái học, bật hình lên nha. Ừ. Rồi bạn Dưỡng, bạn Dưỡng làm câu 2 làm sao đây? Dưỡng cho bạn Dưỡng bật mic, hoặc là bật mic của bạn Hiếu, à, cũng được. nói. Ơ em nghe đây thầy ơi. À, cúc tre chân hoa vô cơ mi bi sayo y mê sarang sayong heo, thì em làm sao đây, bỏ temone rồi mình ghi sao đây, làm sao đây? Ok, chân hoa yo kumi đi sang kipemune đi mi lên sai dòng hay không phải là Visa kitemune. Đúng rồi. Đúng rồi. Visa kitemune. Sayong heo. Rồi, quá tốt. Ừ. À, vì cái cước phí gọi quốc tế thì nó cao. À, vì cái cước phí gọi quốc tế, à, nó đắt đúng không? Visa ta đắt. Cho nên là sử dụng email mà. tin nhắn Gmail, email dụng Gmail. Nhưng mà email. ngày nay thì nói cái câu này thì cũng được, nhưng mà câu này nó không hợp lý lắm đúng không? Tại vì á, thì tại vì cái cúc chê chân hoa đang đang nói mà gọi điện đúng không? Thì ngày nay thì mình dùng là Facebook hay là, à, Messenger đúng không? À, gọi là SNS các bạn, SNS, SNS là mạng xã hội ha. Các bạn ghi cái từ này rất là quan trọng nha. SNS là mạng xã hội các bạn ha. Ví dụ Facebook hay là gì, phải cao, tất cả cái này gọi là, cái đó gọi là SNS ha.
Mình có thể gọi cúc chê chân hoa có 95 won trên 1 phút nhỉ. Ok Nếu anh, mà cần thiết nhưng vẫn mà gọi cũng tốt ạ. nhưng mà so với cái mạng thì mình cái mạng thì gọi ổn định hơn đúng không? Gọi thấy hình, còn cúc chê chân hoa mà gọi thấy hình rồi xong luôn ha. Là nơi đắt. Nếu khi cần. Rồi, câu số tiếp theo xin mời bạn Minh An. Chi cô muốn thằng ma chơi đi yếu pika thằng chu à yo thì mình làm sao đây? Nè chị cứ mừng trang ma cho đi kí tế à chị cứ mừng trang ma cho đi temu này bi ca trả chu vào bây giờ vì là mùa mưa cho nên là mưa thường xuyên. À vì chơi trang ma chơi đi tế Temune đi ký thêm chữ ký à ký Temune rồi sau đó thì bây giờ vì mùa mưa trăng ma chơi là mùa mưa các bạn mùa mưa bi cá cha chú quả rồi mùa mưa thì thường xuyên à. Cho nên Hàn Quốc á, là một nơi là mùa hè là mùa mưa cho nên là cũng mừng có nghĩa là trời đang nóng cái đang nóng cái thời tiết nó đổ mưa đúng không, cứ 10 ngày hay là 1 tuần gì đó thì bên Hàn này nó đặc biệt là trời đang nóng như vậy cái một vài bữa cái nó mưa thì nhưng mà khổ một cái như này là dễ bệnh đó đang mưa đột ngột mà mình dễ bệnh cho nên là mùa hè các bạn cố gắng đi làm hay gì đó mình thủ một cái áo mưa ở cái ô gì đó à cho nên là rất là tốt đúng không. Rồi xin mời bạn Nhường làm câu số 4 làm sao đây? Ơ chê, xe biết tu si chi ides cho công pi con heo. Oche sepyok sikan sikachi ihes ihes kitimune chikum pikon heo. Đúng rồi. À, đúng rồi. In hết kỳ tê mùa nè. À, hôm qua này ô chê này hôm qua à, tôi đã làm vì đã làm tới 2 giờ khuya hay là 2 giờ sáng à, cho nên bây giờ thì à, mệt mệt à, nên công việc của anh này làm tăng ca rất là nhiều à, làm nhưng mà làm tới 2 giờ sáng không biết là cái ngày hôm đó là lương họ tính cũng hơi cao ha mười à, mấy 20 tiếng đúng không 8 tiếng đi làm rồi làm tới từ 5 giờ mà đến làm tới 2 giờ đêm nên là ngày đó là làm rất là nhiều tiếng đúng không? Nhưng Mỗi mà công các bạn ty cái biết kia khác nhau nè, mỗi công ty cái tính khác nhau. à thì đó thì cái lương thì nó tăng ca thì đó. Nhưng mà các bạn biết đó, đó là hôm bữa có một anh bạn kia anh nói anh đi ra biển anh đi làm biển đó, 36 tiếng 36 tiếng rồi mới vào bờ. Wow, mệt ha. Nhưng mà cũng có những tàu khác là đi nhiều tiếng nữa cho nên là mình thấy là mình làm trong đất liền thì cũng mừng chứ làm ở trong ngoài biển mà cứ dập dờ thấy không ớn đúng không. Không thời gian nghỉ. Những bạn đi làm biển rất là khó rất là mệt rồi bây giờ mình đến với một ngữ pháp khác các bạn à, cái ngữ pháp là ma tà là một cái danh danh từ đúng không cái ma tà này gắn sau danh từ ma tà này nó gắn sau danh từ ý nghĩa đó là tất cả mọi thứ không loại trừ một cái gì à, cái nghĩa nó là mọi à, hay là mỗi hay là các mọi hay là mỗi hay mỗi chủ nhật ha? Hay là mỗi chủ nhật à, mỗi cái nghĩa nó là vậy đó ha? Mỗi hay là có nghĩa là nó có ý nghĩa là tất cả mọi thứ không loại trừ cái gì hết à, ví dụ là mỗi chủ nhật là tôi đi leo núi chẳng hạn à, chủ nhật nào tôi cũng đi leo núi à, tưng san đây ha ta à, anh định có thích leo núi không có vâng nhưng mà mỗi chủ nhật đi leo núi cũng hơi mất thời gian đúng không Trước đây ít việc thì hay tuần nào cũng đi leo núi, nhưng mà khi có bạn ồ thấy cái con người anh là thấy anh là người đi leo núi là đúng rồi rất là à, cân hai đối vợ chồng với mấy bạn cùng đi. à vậy à leo núi cho nên người Hàn đó, họ có sức khỏe tốt dẻo dai cũng là nhờ đi leo núi đó có sức khỏe rất là tốt đi leo núi mà gặp gặp sâm nữa thôi chứ đừng nói nữa insam à, insam à, thì rất là tốt đúng không à, insam
Rồi, hãy chọn những cái từ điền vào những cái từ đúng để hoàn thành, hãy để họ hãy hoàn thành cái câu đúng không? Nara, Kyoshi, Pam, Chumai. Rồi, ví dụ như là câu 1 ha, cho nên Irinkiri Soyo thì gọi là Pam Pamata, đúng rồi, Pamata. Pamata là ban ban đêm đúng không? Mỗi mỗi buổi tối là tôi viết nhật ký chữ Ikirisuta. Iki cái từ này rất là quan trọng các bạn. Cái từ này rất là quan trọng. Vì mai mốt các bạn mà có con thì không biết bên giáo dục bên Việt Nam thì nó cũng có đúng không? Nhưng mà bên bên này các bạn. Bên này là thầy thấy là thằng con này là từ lớp 1 đến lớp 2 á. Mỗi ngày nó phải ghi nhật ký các bạn, nó có bài tập mỗi ngày phải ghi nhật ký ra, ghi ra hôm nay làm gì làm gì làm gì làm gì ghi ra hết, hoặc là nó trong tuần nó có hoạt động nó đi đâu nó ghi ghi, ghi ra. Cho nên cái từ inki là rất là tốt, rất là quan trọng, inki ha. Cho nên các bạn mà nếu mà muốn giỏi tiếng Hàn thì các bạn cũng viết nhật ký ha, các bạn viết nhật ký ha, các bạn viết nhật ký, cái từ này rất là quan trọng, các bạn viết nhật ký rất là quan trọng. Thầy thì lúc trước thầy có một quyển sổ cũng viết nhật ký, vâng, và đặc biệt thầy vì thầy cũng hay đi nhà thờ cho nên là thầy viết những cái lời cầu nguyện chẳng hạn, cũng hay đó, mình ước ao năm nay mình lấy được vợ đúng không? Cho anh định cười rồi, năm nay mình ước ao làm gì làm mình ghi vào, ví dụ như vậy. Hồi 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 còn trẻ nữa. Rồi, xin mời anh Định làm câu số 2 làm sao đây? Định nói không còn nghe nữa rồi. Hello. Rồi nghe được rồi. Cho nên chú man mà ta ở mơ ni kê chuyển hóa đơn từ đây ạ. Chumai Mata. À ta ở mơ ni. Tôi mỗi cuối Có tuần nghĩa á, là tôi đều gọi điện cho mẹ đúng đúng không? rồi Gọi điện cho mẹ. Cái việc này các bạn cố gắng nha các bạn. Bây giờ mình đang ở đây, mình còn mình ở ở Hàn Quốc thì các bạn nên gọi điện cho mẹ của mình. Thật sự các bạn đã có gia đình rồi nhưng mà cố gắng gọi điện cho bố, cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe. Điều này rất là quan trọng. Mà thầy nghe một cái câu này của mẹ thầy nói như này. Khi mà con gọi điện, mẹ rất là vui, rất là cảm động. Mà đặc biệt, nghe con nói chuyện này chuyện kia, mẹ rất là vui. Mà vui thì nó trẻ, nó khỏe, đẹp đúng không? Cho nên các bạn cố gắng nói chuyện thì nói chuyện phải khéo đúng không? Chứ phải muốn nói chuyện gì là nói. Nói chuyện sao cho mẹ, cho bố, cho mẹ hay là cho ông bà đó có một cái chuyện gì đó thật là vui đúng không, hay là thú vị gì đó, hay là mình có những món quà gì đó vân vân, thì mình phải tranh thủ cơ hội các bạn, vì bố mẹ mình nói chung là tranh thủ cơ hội rất là quan trọng đúng không. Cho dù mình ở xa nhưng mà mình ngày nay có Facebook mà đúng không, gọi điện cố gắng nha, vì cái này rất là quan trọng. Chứ một mai các bạn nghĩ là nó khó đúng không? Rồi, xin mời bạn Nam làm cái câu số 3. Computer ca Israel. Yusin Mata, computer Đúng rồi. Kyoshin Mata. Mỗi phòng Kyoshin là phòng học đúng không? Mỗi phòng học đều có máy tính. Bên Hàn Quốc thì như vậy đúng không? Rồi, câu này nó là Naramata đúng không? Naramata, Muôn hoa cá tại lai khác đúng không? Mỗi đất Israel. nước, mỗi đất nước thì có một cái văn hóa khác nhau. Nó khác. Đúng rồi, mỗi văn hóa khác nhau. Xin mời bạn Minh An, mỗi người có một tính cách khác nhau thì mình nói sao? Salam mata song yok ki tan la yo. Ồ, giỏi. Rồi em dùng cái cấu trúc này em thử thử nói một câu tiếng Việt trước rồi mà em dịch cái tiếng Hàn đi thử. Dùng cấu trúc Mata này.
À, là câu sao thầy? Thì Câu ví gì dụ cũng được hay chẳng sao? hạn như là mỗi lần tôi gặp cô ấy, tôi tâm trạng tôi rất là tốt chẳng hạn, ví dụ như vậy. À, cứ nhớ Ê, gặp bạn gái đi, bây giờ trên trình cô nó hoành tráng đây ha. nhau sao à. Mà nếu mà gặp bạn gái thì nó thành động từ rồi sao mà ly với mà ta Gặp gặp à đúng không, mỗi lần mình thành ra mình nghiên cứu làm sao mà tránh nó ra động từ chứ. à dạ vâng Làm sao cho chuyển nó về danh từ được. à dạ từ nho lên mạnh na lên tốt mà ta kibuni cho ai rồi à đúng rồi đúng rồi. Đưa ra danh từ được mà đúng không, động từ nữa chiến là mình mà nên nên có sĩ hay là kết chữ kết đó. Rồi anh Lý đó, rồi có một cái ví dụ nào trong cái cấu trúc này được nói tiếng Việt trước tiếng Hàn được đây. Mỗi ngày tôi đều đến công ty hay là làm việc ở công ty, mỗi ngày tôi làm việc công ty mỗi ngày đúng không, hay là tôi làm việc gì đó, anh cứ nghiên nay nay nan mata cái ta lên thử. Này mata hê say, mình đưa tôi là ta nhơ vô ha, ta nhơ. Mỗi ngày tôi đều đến công ty đúng không, rất là tốt. Rồi bạn anh định nói là mỗi tháng tôi nhận lương hay là tôi nhận lương mỗi tôi nhận lương ấy, thì tâm trạng tôi làm sao, anh có thể ví dụ câu này sao? quân mà ta mày Wake up. quân cơm na đi mà quân Wake up. Wake up gì đó. cơm nam quân cơm Golden nam ta. Wake up quân cơm nine. nam mà ta nam mà ta Wake up nine mà ta. nam mà ta khi buôn chuối Khi buôn chòi đúng rồi. Nine mà ta. Mỗi là mỗi 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 gì? Mỗi cái ngày mà ngày à, cuối mỗi ngày mà lương lương đúng không? Nhận lương mỗi ngày mà nhận lương á, ngày mà nhận lương á, mỗi lần mà nhận lương đúng không? Mỗi lần mà nhận lương á thì tâm trạng nó tôi rất vui. vui, hay là mỗi lần nhận lương thì tiền nhiều đúng không? Không không đúng không? Mỗi lần nhận lương thì tôi đều mua một cái món quà cho vợ tôi thì nói sao? Wake up night mà ta nhận được tặng tặng một món quà cho vợ tôi nói sao? Anh là ta quay cô hơn môn Anh nè kế eco anh môn kế sân môn môn nữ chu ta chu hay là chốt cũng sale đúng không, có chốt sale đúng rồi. Anh kế gì đó hay là cho ai gì đó, ví dụ như vậy. Rồi cái cấu trúc này khá dễ đúng không, mình có thể đặt thêm những cái gì đó, cái gì đó mình cứ đặt thêm đúng không. Rồi Nai mata, chu mata, tai mata, he mata. Thì đều nói là mỗi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, hay là mỗi buổi sáng, hay là mỗi how do e hanben hanen in, việc mỗi công việc một ngày đúng không, việc một ngày. Mỗi chủ nhật, mỗi gì đó. Rồi xin mời một bạn đọc cái phần này nha, xin mời bạn bạn Hiếu Hiếu đọc phần đoạn này thử, nghe thử. ở trong sách có không thành nhỉ Có chứ, trang số ba hai 34. Onan đơn Uri nhà Uri chip te trang sô
난 입님다 우리 집은 한 달래 한번다 같이 청소를 합니다. 남편은 먼지를 닦고 청소기를 돌립니다. 저는 세탁기를 돌리고 빵과 거실은 걸레로 닦습니다. 지수는 현관의 신발은 정리하고 유리창은 닦습니다. 가족끼리 함께 즐겁게 청소하기 때문에 힘든지 알고 재미있습니다. Rất là tốt. Hôm nay gia đình chúng tôi hôm nay là ngày tổng vệ sinh của gia đình chúng tôi đúng không? 우리 집은 한 달, 한 번. Cái Hãy người subscribe này nãy là mỗi tuần đúng không? Còn gia cho đình này kênh là Ghiền mỗi tháng một lần tất Mì cả cùng với tất Gõ cả mọi người đó dọn dẹp. Chồng thì làm gì? Chồng thì bụi đúng không? Phơi không bụi và hút bụi. Còn tôi á là giặt giặt đồ đúng không? Rồi lau, lấy khăn lau phòng khách được đúng không? Cơ xin. Còn Jisoo có thể là con đúng không? Con tôi á thì làm gì? Hình con này xin ban chân ly hao cô Yuri trang ấy tắt xin người ta dọn đấy, con tôi là xếp xếp lại dọn dép cái giày dép và lau gì lau kính đúng không đi đi trang đâu cửa kính rồi đi khu đó. Cả chúc ham ghê chân gốc kế trong số haki temone vì vì tất cả cùng cùng nhau gia đình tôi cùng nhau dọn dẹp rất là vui vẻ cho nên là không có cảm thấy mệt mỏi chút nào mà rất là thú vị. Gia đình này hay nè. Cho nên là thứ nhất đó, là người con gái này đúng không? Con gái làm gì? Thứ nhất nãy là nói là gì? Con gái là ông chồng trước đúng không? Ông chồng là phủi bụi nè. Rồi gì nữa? Hút bụi, đúng rồi. Còn con gái là lau kính và đúng rồi. Giày dép. Còn người vợ đó là lau rồi đúng rồi giặt rất là tốt. Rồi sau đó rất tốt đúng không? Rồi bây giờ mình thử nha các bạn. Me in, yori, sarikochi, chip an in. Cái việc trọng tâm là cái việc nhà đó, việc việc nhà thường là nấu ăn nè, nấu ăn mỗi ngày nè. Còn ai con tung sen là em tôi làm rửa chén nè. Rồi băng sư cô tác nên ít thứ hai bên hai ngày á, thì một lần quét và lau phòng. Rồi một tuần một ngày á, thì giặt giặt giũ đúng không? Giặt quần áo đó. Cho nên chip an ý hai lần có sự chỗ hamita bạn bạn dọa bạn dưỡng nó tắt mất rồi. Cho nên chip an in hai lần có sự chỗ hamita cái người phụ nữ này nói rằng là tôi rất là thích việc dọn gọi là việc làm việc nhà Làm việc nhà bạn dưỡng nó trong rồi nhà dưỡng đọc tiếp thực kỳ khi Yorihanen cousin cho Hamida Cái đây sao Kureso mẹ in mẹ
Dù đi. Yori. Mấy Yori đúng Hamnida. rồi. Mấy Yori Hamnita đúng rồi. Tiếp tục Hachiman. Hachiman. Cái gì? Cái gì? Hachiman Son Soriko Pochinen. Chinen, đúng rồi, Soriko Chinen. Churo. Turo Không. Tong Sen Hamita, Yi. đúng rồi. Em Kuriko. Kuriko Hai Ethan Ray phần. Han Bang gì? Bon Bang Bang Sư Cô Tắc Tà À, tắt Sumita đúng không? Mình đưa vào chủ Sumita hết đúng không? Đó Sư là Van Lennon. À, cái gì đó à, Illichui Tân đế Hàn Hanbun Đơn Hàm Nhật à. à, bạn dưỡng rất là làm rất là tốt đúng rồi à, tôi á thì à, tôi là thích làm việc nhà à, và đặc biệt và tôi cũng đặc biệt á, thức khi là đặc biệt, tôi là thích gì nữa, Đâu ăn không? nấu ăn, vì vậy cho nên mỗi ngày tôi đều nấu ăn, nhưng mà em của tôi á thì rửa chén và 2 ngày một lần thì dọn phòng đúng không, lau dọn phòng, quét dọn phòng và sau đó giặt đồ. Cho nên bạn ví dụ như người con gái như vậy mà tập từ nhỏ như vậy các bạn thích không? Mấy bạn nam đa số là cũng đồng ý với những cái việc này đúng không? Tuần lễ một lần Anh định có thích những cái người phụ nữ như vậy không? có chuyện À, rất là đảm đang. Mỗi ngày. anh định biết là dọn nhà Rồi, mỗi ngày thì nấu ăn cho chồng đúng không? Rồi dọn dẹp nhà cửa rất là tốt. Thầy thích những người phụ nữ như vậy. Rất là giỏi, cho nên là các bạn dạy con của mình, dạy con của mình là dạy con gái đó, con trai đó, tập dọn cho nó dọn. Rồi, Yerubuni, Yerubuni, Hanan chip an i để te sabuseo. Các bạn hãy viết về cái việc dọn trong gia đình của mình, cái việc mà trong gia đình của mình làm gì thì mình dựa vào cái này ha. Tôi thích gì hay là tôi em không hỏi thích này. đi ra. Nói đi anh. Y thân đây là 2 ngày ạ. Đúng rồi, ít thinh là 2 ngày à, trong Hán Hàn à, cái gì trong ít thinh là trong Hán Hàn đúng rồi à, Hana tôi xét nét, nhưng mà cái chữ ít thinh này nó cũng là nằm trong việc trong cái số số đếm mà à, ít thinh Một ngày là gì ạ? à, Haru đúng rồi, Haru Haru ít Hán thinh Hàn. Hán, Nhưng một mà cái y dạng thân là số dạng đếm khác Hán nữa. Hàn. Cũng dạng Hán Hàn. Ok, rồi các bạn về nhà các bạn viết ha, bữa có cái bài viết bữa rồi thì có anh định anh viết rất là tốt, anh có gửi cho thầy rất là tốt, các bạn cố gắng về nhà viết nha.